Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phóng sự VOV được phát sóng trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội thông báo về việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới cho 6 nhóm đối tượng thay thế giấy đi đường trong những tuần giãn cách trước đây tại khu vực áp dụng chỉ thị 16. Mặc dù có những ý kiến trái chiều, nhưng qua ghi nhận của chúng tôi, việc cấp giấy đi đường mới là cần thiết vì theo cách cấp trước đây, nhiều người ra đường mà không đúng mục đích hay đối tượng. Chín giờ sáng ngày 31 tháng 8, trước thời điểm Công an thành phố Hà Nội ban hành quy định mới về giấy đi đường với mục tiêu linh hoạt nhưng chặt chẽ, góp phần kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi đã có phân vùng cụ thể. Tại chốt kiểm dịch đoạn phố Phan Đình Phùng, qua kiểm tra, tổ liên ngành phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định. Ví dụ trường hợp này, ngoài giấy đi đường do chính mình ký đóng dấu, người phụ nữ cũng là giám đốc của một công ty còn sử dụng giấy đi đường do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á cấp. Thực ra là mình có hỏi bên ngân hàng thì người ta cấp cho mình cái giấy đấy thì mình đi rồi. Và mình cũng đi qua vài chốt thì mọi người vẫn cho mình đi bình thường mà có sao đâu. Bây giờ về đến đây thì nó xảy ra như thế thôi. Chị cũng không phải là nhân viên của ngân hàng. Chị là khách hàng giao dịch và ngân hàng cấp như này là hoàn toàn sai theo quy định nhé. Đề nghị chị liên hệ với cả trường hợp đại diện ngân hàng để bọn tôi trao đổi. Điều đáng lưu ý, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á không được cấp giấy đi đường cho người không phải nhân viên của đơn vị mình. Tương tự, do công ty hoạt động trong lĩnh vực in ấn, không thuộc diện thiết yếu nên cũng không được phép cấp giấy đi đường. Khi mà tham gia giao thông mà người đi đường sử dụng giấy tờ không đúng quy định thì chúng tôi sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định. Nếu như hiện nay chúng tôi cũng đang muốn làm việc với bên ngân hàng bởi vì tránh các trường hợp mà các cơ quan chức năng khi mà cấp giấy đi đường không đúng hướng dẫn cũng như chỉ đạo của thành phố sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều các cái công việc khác. Nó phát sinh những cái trường hợp mà đúng là lần đầu tiên chúng tôi gặp cơ quan chủ quản cấp giấy đi đường cho người không thuộc mình quản lý. Chúng tôi cũng khuyến cáo đến người dân là chấp hành nghiêm các chỉ thị của Ủy ban thành phố Hà Nội và thứ hai nữa là nếu như không có việc gì thì chúng ta hạn chế ra tham gia giao thông ra ngoài đường để tránh những cái việc lây lan dịch bệnh. Trường hợp này là một ví dụ khác. Khi kiểm tra giấy đi đường thông qua mã QR code, phương tiện này được phép hoạt động nhưng không bao gồm khu vực nội đô. Mặt hàng chuyên chở trên xe cũng không thuộc diện thiết yếu. Theo như cán bộ của tổ liên ngành ở đây, những trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định kiểu này không ít. Đa số họ đều vì lý do nào đấy cố tình lợi dụng hoặc hiểu sai những quy định đối với việc cấp sử dụng giấy đi đường. Trước hết là em cũng biết là hiện tại đang trong tình hình dịch dã như thế này, dịch bệnh căng thẳng như thế này. Và em cũng chở một cái lô hàng là nguồn gốc là xuất xứ từ sân bay Nội Bài, em giao về địa chỉ là 103 Lê Thanh Nghị. Và cũng ở trên cái tuyến phố này thì hiện tại là cũng tất cả các cửa hàng và các mặt hàng là hiện tại là đang bị đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Nhưng mà do là cái này là mặt hàng là không phải thiết yếu mà em cũng là chỉ là bên vận chuyển. Đối với trường hợp nào mà đủ điều kiện kinh doanh thì mới cấp phép đi đường cho nhân viên và đảm bảo là các trường hợp cấp phép phải đúng và nhân viên của mình, các đồng chí lãnh đạo phải giám sát cái việc phát hành giấy đi đường, tránh trường hợp là lợi dụng cái giấy đi đường và cấp cho các đơn vị và cá nhân là không đúng đối tượng để có cái xảy ra những cái hiện tượng mà tham gia đông người và ảnh hưởng đến quá trình phòng dịch của thành phố. Những sự việc như vậy dẫn đến tình trạng người dân ra đường theo ghi nhận vẫn đông, nguy cơ lây lan dịch bệnh theo đó càng tăng lên khi mà thống kê cho thấy số lượng giấy đi đường do các doanh nghiệp tư nhân cấp nhiều hơn gấp 5 lần so với cơ quan nhà nước. Cũng chính vì lý do này mà Công an thành phố Hà Nội đề xuất việc cấp lại toàn bộ giấy đi đường mới. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các xã, phường, thị trấn là những đơn vị tiếp nhận, phê duyệt, cấp giấy đi đường cho các nhóm công dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc nhóm đối tượng 1, 3, 4 do thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường mới. Tối 5 tháng 9, thông tin tại cuộc họp giao ban Sở Chỉ huy thành phố Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, biện pháp cấp giấy đi đường là vấn đề mới, việc khó chưa từng có tiền lệ. Quan điểm mục tiêu quản lý vùng 1 thực chất hơn, giảm lượng người ra đường. Tuy nhiên, thành phố cũng xác định làm quyết liệt nhưng không cầu toàn. Thưa quý vị, để chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp, trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, các lực lượng chức năng sẽ chỉ tiến hành kiểm tra xác suất ở các điểm chốt
nhắc nhở người dân mà chưa xử phạt nếu người đi đường chưa có giấy theo quy định mới. Điều này nhằm tạo điều kiện cho việc hoàn thiện chuẩn bị thực hiện cấp giấy mới. Đến đây chương trình phóng sự VOV của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.